Xin chào quý vị và các bạn. Miền Bắc bước sang tháng 12, tháng chính đông bằng một đợt không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống, trời chuyển rét từ đêm nay. Đợt rét này cũng sẽ khiến miền Trung lại bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới. Khối không khí lạnh lúc này đã ảnh hưởng tới vùng núi phía Bắc, sau đó sẽ là khu vực Trung Du và Đồng Bằng. Không khí lạnh đến đâu thì sẽ gây ra mưa nhỏ và mưa vừa. Vừa có mưa, vừa có tác động của không khí lạnh nên nhiệt sẽ giảm rõ. Mức nhiệt thấp nhất ở khu vực vùng núi chỉ từ 15 cho tới 16 độ, riêng Mẫu Sơn còn xuống dưới 11 độ. Vùng đồng bằng chỉ từ 17 cho tới 18 độ. Mưa còn duy trì hết sáng mai, sau đó sẽ giảm nhanh. Bầu trời nhiều mây nên nhiệt không tăng nhiều, phổ biến trong khoảng từ 17 cho tới 18 độ ở vùng núi và từ 19 đến 21 độ ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng. Chỉ riêng hai tỉnh là Lai Châu và Điện Biên ít chịu tác động của không khí lạnh, vì thế ngày mai trời vẫn hửng nắng nhẹ về chiều và nhiệt độ cao trong khoảng từ 24 đến 25 độ. Không khí lạnh dồn xuống kết hợp với gió đông trên cao. Từ đêm nay đến ngày 3 tháng 12, từ phía Nam Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào cho đến tận Khánh Hòa sẽ có mưa vừa mưa to. Tổng lượng mưa của đợt này sẽ vào khoảng từ 150 đến 300mm và có nơi trên 500mm. Mưa lượng lớn khiến nguy cơ về ngập úng, sạt lở và lũ quét đều ở mức cao. Quý vị cần đặc biệt lưu ý trong những ngày tới. Vừa có mưa, vừa có không khí lạnh, mức nhiệt ngày mai ở miền Trung cũng giảm đáng kể. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trời rét với ngưỡng nhiệt là từ 21 đến 25 độ. Các tỉnh Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, nhiệt độ dao động từ 25 đến 28 độ. Khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa nắng gián đoạn, nhiệt độ là từ 28 đến 31 độ. Không khí lạnh cũng khiến gió đông hoạt động mạnh hơn. Ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rải rác. Ban ngày nền nhiệt giảm nhẹ, cao nhất chỉ từ 27 đến 29 độ ở các tỉnh vùng cao nguyên và từ 31 đến 33 độ ở các tỉnh thành khu vực Nam Bộ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh trên toàn bộ biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục duy trì gió mạnh, sóng cao và biển động. Ngoài ra, mưa rông nhiều nơi khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 30 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!